mùa thu đến rồi đó. Các bạn đã sắm sửa và làm đẹp cho mình để đón gió heo may chưa? Chắc hẳn là với tiết trời mùa thu này, các bạn sẽ sắm sửa cho mình những bộ trang phục thật nữ tính và hợp thời trang rồi. Tuy nhiên, có một chi tiết các bạn nữ rất hay quên khi thay đổi phong cách theo mùa, đó chính là móng tay. Một bộ móng tay khỏe được trang trí bằng những bộ nền đẹp mắt chắc chắn sẽ làm tôn lên bộ trang phục của bạn rất nhiều đó. Nào, hãy cùng Let's Go đến một địa chỉ làm nail được rất nhiều bạn trẻ tại Hà Nội lựa chọn để tân trang lại vẻ ngoài cho móng tay của bạn nhé. Mùa thu với tiết trời dịu dàng, không mưa mù ẩm ướt như mùa xuân, không nắng gay gắt như mùa hè, cũng không lạnh buốt như mùa đông. Đây cũng là mùa được các cô nàng phong cách chọn lựa để tân trang về quần áo cũng như vẻ ngoài của mình. Để phù hợp với không khí mùa thu, nhiều tiệm nail đã cho ra đời những mẫu nail mới, đẹp mắt. Bộ sưu tập tại tiệm nail này là một ví dụ. Mỗi mùa bên mình có những bộ sưu tập khác nhau. Như năm nay, mùa thu năm nay thì bên mình sẽ chủ yếu tập trung vào tông nâu, rồi điểm những ngón xà cừ hoặc là vân đá để làm nổi bật cái bộ móng của mình lên. Móng nail bên mình phù hợp với những bạn trẻ có tính cách cá tính và không thích rườm rà. Hợp thời trang, hợp xu hướng, lại còn hợp cả thời tiết. Chính vì thế bộ sưu tập này đang được rất nhiều bạn nữ lựa chọn. Mọi ngày thì là mình hay lựa chọn những cái tông màu rất là nhẹ nhàng. Nhưng hôm nay thì đến đây thì là được cửa hàng, bạn chủ quán có tư vấn mình theo bộ nail là vân đá loang xà cừ này, mình cũng thấy rất là ưng. Bởi vì nó rất phù hợp với cả mùa thu sắp tới thế này. Thế là mình thấy là bộ nail này cũng nhẹ nhàng, có thể là đi tiệc hay là đi chơi hay là đi dạo cũng được. Mà mình rất ưng cái bộ nail này. Đừng để một chi tiết nhỏ phá hỏng phong cách thời trang của bạn nhé. Vào mùa mới rồi, hãy khởi động lại tinh thần của bản thân, làm đẹp cho cơ thể và tận hưởng cuộc sống với tâm thế vui vẻ nhất nhé. Chúc cho các bạn luôn có được vẻ ngoài rạng rỡ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.